Ôi trời ơi, này này này, nhà ai nuôi chó mà sao lại để chó nó đái linh tinh ra như này? Ô hay cái bà này, bà quát to như thế, nhỡ chó tôi nghe thấy nó sợ quán chạy mất thì làm sao? Này, tôi nói cho cậu biết nhá, đây là chung cư chứ không phải là nhà đất, mà để cho cậu ấy, để cho chó nó chạy lông nha lông nhông rồi nó tè bậy tè bạ ra đây nhá. Ôi, bây giờ chó nó có chân, bà cấm nó chạy à? Không cấm cậu nuôi chó, thế nhưng mà nuôi chó thì cũng phải giữ vệ sinh chứ, ai là để cho nó chạy linh ta linh tinh như này? Thôi, bà cứ nói như làm như bà không bao giờ bị buồn đi vệ sinh ấy. Này anh kia, cậu nói gì phải có lý lẽ một tí chứ, cô ấy đáng tuổi mẹ cậu đấy. Gì nữa đây, lại là cô hàng xóm nhiều chuyện đấy à? Sao, thế chó nhà tôi tè vào chân cô à? Nó không tè vào chân tôi, nó cũng không đi vệ sinh bên nhà tôi, nhưng nó đang làm ảnh hưởng trực tiếp đến giấc ngủ của tôi. Cái gì mà cứ nửa đêm xong rồi chó kêu ỏng ỏng như thế, làm sao ngủ được? Này, cô đang nói gì đấy, bằng chứng đâu? Anh mà ngang ngược như thế, tôi báo trực tiếp với ban quản lý nhà tòa nhà đấy. Vậy thì cô báo đi, ban quản lý tòa nhà này đâu cấm nuôi thú cưng. Không cấm nuôi thú cưng, nhưng mỗi nhà chỉ được nuôi một con thôi, với một điều kiện ấy là phải giữ vệ sinh chung và không ảnh hưởng đến các căn hộ khác. Vậy thì bằng chứng đâu? Tôi không biết gì cả. Mùi gì ghê thế nhỉ? Này, cô đang làm gì ấy, nhìn gì đấy? Không việc gì, mọi người đi về đi. Bực cả mình ấy. Tiếng chó đâu mà ầm ĩ thế? Nửa đêm bác chó đi đâu không biết. Mà mùi hôi vẫn nặng thế. Không biết anh ta giấu gì bên trong nhỉ? Càng vào trong mùi hôi càng nặng. Mà cứ đêm đến ấy, chó xuống ngoỏng ngoỏng như cả một đàn chó vậy. Dạ alo, em Long chó cảnh, chó nhà, chó thịt, em xin nghe ạ. Anh chị yên tâm, chó nhà em ấy, em nuôi một lứa, cả mấy chục con ở nhà. Hiện tại nhà em ấy, đang có 19 con ở đây đấy. 19 con chó ở trong cái căn hộ này ạ? Dạ vâng, anh chị yên tâm, hàng của em chỉ có ổn thôi. Bây giờ ấy, em sẽ gửi ảnh cho anh, sau đó anh chị chốt, rồi em sẽ mang qua cho anh chị, được không ạ? Anh chị cọc ấy, anh chị cứ gửi vào số tài khoản mà em gửi cho anh thôi. Dạ vâng. Vâng vâng, em chào anh. Thế là lại thêm được một con nữa xuất chùa. Việc bây giờ mình cần làm ấy, đợi cho đàn chó nó tỉnh lại đã. Chứ ngày nào đi ra khỏi nhà, mình cũng làm cho liều thuốc ngủ thế này, hỏng hết cả hàng họ mất. Không thể để như thế này được. Cứ như thế này thì tòa nhà này thành trại nuôi chó của anh ta mất. Bố Linh, mở cửa ra. Mở cửa ra đi. Này. Ô hay. Mới sáng sớm này ra các người đứng đây ầm ĩ cả lên đấy. Này, các người thích đổi đấy hả? Anh đừng có mở cợt nhả nhá. Tôi biết hết rồi đấy. Cô nói cái gì đấy? Cô biết cái gì? Tôi biết cái chuyện ấy, anh không phải nuôi một chú chó mà đến 19 con chó cơ. Anh mà không xử lý chuyện này đi, tôi báo ban quản lý nhà tòa nhà đấy. Cô nói được như thế, bằng chứng đâu? Bằng chứng 19 con chó đâu? Cô đứng mà ngậm máu phun người, cô nghe rõ chưa? Này, ngậm máu phun người hay không ấy, anh là người biết rõ nhất đấy. Đúng rồi đấy. Hèn gì ấy, mỗi ngày tôi thấy một con chó khác nhau chạy lông nha lông nhông. Bà khu này có mỗi mình nhà cậu là nuôi chó thôi. Này, bà chỉ đang nói như thế thôi, chứ làm gì có bằng chứng, làm gì có con chó nào ở đây. Thôi thôi, nói chung là ấy, cậu ta ấy vừa bẩn bựa, vừa lì lợm, không nói được đâu. Tốt nhất là cháu cứ báo ban quản lý đi để cho họ xử lý. Này, bà vừa nói ai bẩn bựa đấy? Tôi nói trước nhá, nếu như các người ấy không có bằng chứng ấy, thì tốt nhất đừng nên tìm phiền tôi. Nếu không thì không xong thằng này đâu. Này, này, này. Cái thằng này nó vừa lì vừa láo. Mà cô tưởng cháu nghe được cái gì rồi cơ mà. À, thì đúng là cháu có nghe thấy. Thế nhưng mà loại người này thì phải cần bằng chứng thì mới giải quyết được vụ này đấy. Thế nào, cháu xem được chưa? Rõ nét lắm cô ạ. Thế này á, đố anh ta mà cãi được. Lại cái chuyện gì nữa đây?
Các người vào nhà tôi cũng muốn nói chuyện gì? Xin lỗi anh, có lẽ kể từ bây giờ anh sẽ kết thúc hợp đồng với căn hộ 401 này. Do cậu vi phạm quá nhiều điều nội quy với tòa nhà, mong cậu hợp tác. Này, tôi vi phạm cái gì? Tôi đã làm điều gì sai hả? Hiện tại thì camera của tòa nhà đã ghi lại được hình ảnh cậu nuôi đến 19 con chó trong gia đình. Ừ đấy, tôi nuôi chó thì sao? Thế chẳng lẽ bây giờ tôi không được sống với đam mê của tôi à? Tôi yêu chó. Mà này, nói đến chuyện này ấy, tôi chưa kiện các người cái tội các người cắt nước của tôi 3 tháng trời đấy. Này này này, anh mới là đang người làm ồn ào đấy. Chúng tôi đã nói với anh rất nhiều lần rồi nhưng anh không chịu giải quyết vấn đề này. Còn chuyện cắt nước ấy, là tòa nhà đang cảnh cáo anh nhưng anh không chịu thay đổi. Chưa kể đến nhá, cậu để cho chó nó chạy lông nha lông nhông như thế, nhớ mày nó tấn công bọn trẻ con thì sao? Cái bà đấy, bà nói kiểu gì đấy? Thế tóm lại nó đã tấn công ai bao giờ chưa hả? Anh đừng có ách cùn. Chính tôi là người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi căn hộ của anh đấy. Đêm nào nó cũng xuống ngoảng ngoảng, không thể nào mà ngủ được. Mà chưa kể nhá, mỗi một lần anh mở cửa ra, mùi hôi nó không thể nào mà tả được luôn ý. Tóm lại, anh trả lại sự bình yên cho chúng tôi đi. Cái vấn đề ấy, là bây giờ tôi quyết định rồi. Tôi là người yêu chó và tôi nuôi chó, có thế thôi. Không gì thay đổi cả. Anh yêu chó? Hay là anh đang tăng gia sản xuất cho chính bản thân của anh hả? Anh đang biến cái tòa nhà này thành trại nuôi chó của anh đấy. Thôi, không phải nói nhiều nữa. Bây giờ ấy, cậu có muốn tự đi hay là để chúng tôi phải dùng biện pháp mạnh hả? Tòa nhà đã hỏi ý kiến tất cả dân cư ở đây. Tất cả mọi người đều đồng ý việc anh rời khỏi đây. Nên tốt nhất ấy, anh không cần phải biện minh cho sự sai trái của mình nữa đâu. Mà anh làm việc với chúng tôi về phần đền bù hợp đồng. Các người được lắm. Được thôi, đi thì đi.